Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phan. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về thuốc Kidosol do Afrofarm Farm Agra sản xuất. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm đến thông tin về KidoSol cũng như cách sử dụng sản phẩm thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh chia sẻ dưới đây nhé. Thuốc KidoSol có thành phần là Ambrosol 15mg trên 5ml, được bào chế dưới dạng siro Công dụng và chỉ định của KidoSol, thuốc tiêu chất nhầy đường hô hấp. Các bệnh cấp và mạn tính ở đường hô hấp có kèm tăng tiết dịch phế quản không bình thường, đặc biệt trong đợt cấp của viêm phế quản mạn, hen phế quản, viêm phế quản dạng hen các bệnh nhân sau mổ và cấp cứu để phòng các biến chứng ở phổi. Thuốc được sử dụng bằng đường uống và được nhà sản xuất khuyên dùng với liều lượng như sau, trẻ từ 13 đến 24 tháng tuổi, 1,25 ml trên lần, uống 2 lần trên ngày 15 mg trên ngày. Trẻ từ 6 đến 12 tháng tuổi, 1 ml trên lần, uống 2 lần trên ngày 12 mg trên ngày. Trẻ dưới 6 tháng tuổi, 0,5 ml trên lần, uống 2 lần trên ngày 6 mg trên lần. Trẻ trên 2 tuổi và người lớn, nên dùng dạng siro. Các chống chỉ định khi sử dụng kidosol, người bệnh đã biết quá mẫn với Ambrosol loét dạ dày tá tràng tiến triển. Một số lưu ý và thận trọng khi dùng, cần chú ý với người bị loét đường tiêu hóa và các trường hợp ho ra máu, vì âm có thể làm tan các cục đông fibrin và làm xuất huyết trở lại. Đối với bệnh nhân bị rối loạn dung nạp lạc tô do thiếu enzyme thủy phân, khi sử dụng thuốc có thể gặp một số tác dụng không mong muốn trên đường tiêu hóa như đầy bụng, khó tiêu một số tác dụng phụ mà người bệnh có thể gặp phải khi sử dụng kidosol, tiêu hóa, ở nóng, khó tiêu, đôi khi buồn nôn, nôn, dị ứng, phát ban. Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng. Tương tác của kidosol với các thuốc khác, dùng ambrosol với kháng sinh amoxicillin, cefuroxime, erythromycin, doxycycline làm tăng nồng độ kháng sinh trong nhu mô phổi. Chưa có báo cáo về tương tác bất lợi với các thuốc khác trên lâm sàng. Để đảm bảo, hãy nói với bác sĩ danh sách các thuốc mà bạn đang sử dụng để có hướng điều trị phù hợp. Hy vọng qua những chia sẻ trong video này của trường anh sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về thuốc Kiduson, đồng thời biết cách sử dụng Kiduson sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video nếu như bạn thấy video hay có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh nhà thuốc trường anh của trường anh pham